Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Hôm nay là thứ hai, phụ huynh đi làm hết trơn à. Nào quá chở mấy em nhỏ lên đi chơi được. Sáng giờ ít người lên đây chơi cho nên ăn, cho nên là giờ có gia đình của bé Văn Hiếu và bé Phương Thảo lên đây chơi cho khỉ ăn. Khỉ nó thấy người lên cho ăn nó bu lại quá trời đông luôn. Mà mấy anh thấy có người lên cho ăn là mấy anh súng lại à, thằng bự súng lại trước. Mà có người cho ăn là con bự, con lớn bự lại trước. Còn mấy nhỏ thì đi vòng vòng ngoài bìa, đi vòng ngoài. Còn trung tâm là dành cho mấy con lớn nha. Mấy nhỏ mà tới ăn là bị cắn à. Đây, đây sư huynh xuất hiện à, đi tướng à, là sư huynh xuất hiện là mấy bạn đi giặt ra ngoài hết. Còn đây là cu quậy à. Lại một bịch nữa. 20.000. Hello. À, hello luôn, chào bạn luôn. Con cho ăn đi rồi chú qua YouTube cho con kìa. Mấy bạn nhỏ lâu lâu lên chơi một lần có rất là e dè nha. Nhất là những cái bạn nữ lâu lâu lên chơi e dè rụt rè bởi vì còn sợ mấy khỉ. Riêng cái bạn áo trắng dài sọc đó, đó bạn đó là bạn không có ngán đâu nha. Quậy à, lại đây lại. Và bây giờ là phụ huynh vào cuộc nha. Phụ huynh và các bạn nhỏ thoải mái không? Thoải mái không? Rất là sảng khoái. Xe lớn vô mấy đứa nhỏ đứng ở trong con. Chào luôn đó, chào luôn. Vì ở đây là ở ngoài đường cho nên là lâu lâu có xe lớn chạy ngang qua làm cho các bạn phải dạt ra hai bên lề đường để tránh xe. Xe qua rồi bắt đầu hợp gom lại đây, gom lại à. Gom lại nha. Thường thường là đúng là con lớn vô trước, khỉ lớn là vô trước ăn trước rồi tới mấy khỉ nhỏ. Gom lại chắc khỉ ăn đó. Bạn mặc áo trắng đó, bạn xịn lắm rồi. Bù lại có khi mẹ ẩm với con nữa kìa. Mặc dù là chung bầy nhưng mà khi ăn với nhau là nó cũng rượt nhau. Dành ăn. Cho khi ăn. Vui không? Rất là tự nhiên. Một cái môi trường hết sức thú vị. À, bây giờ là bắt đầu làm quen với môi trường rồi nha. Đấy, các bạn nhỏ bắt đầu vào cuộc đấy. Chào khi ăn hàng hái nha. Rồi
cho cái ăn hăng hái lên. Không có cái niềm vui nào mà khi cha mẹ nhìn thấy con cái của mình nó chơi vui vẻ một cách lành mạnh như thế này. Đây là một cái kiểu chơi hết sức là thú vị nha các bạn. Nhìn các cháu chơi như chơi hòa mình với thiên nhiên, cho các bạn khỉ